Lần khác, Đức Chúa Giêsu vào nhà hội. Ở đó có một người đàn ông bị teo một bàn tay. Họ theo dõi xem Ngài có chữa cho người đó trong ngày Sa-bát không, để tố cáo Ngài. Ngài bảo người teo tay: "Hãy ra đứng giữa đây." Rồi Ngài hỏi họ: "Trong ngày Sa-bát được phép làm việc lành hay việc dữ, nên cứu người hay giết người?" Nhưng họ đều im lặng. Ngài đưa mắt nhìn họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán với người teo tay: "Hãy giơ tay ra." Người ấy giơ ra thì tay được lành. Các người Pharisee đi ra, lập tức bàn mưu với những người thuộc phe Herod chống Ngài để tìm cách giết Ngài. Đức Chúa Giêsu cùng các môn đồ lánh ra phía biển. Một đoàn người rất đông từ Galilê kéo đến theo Ngài. Ngoài ra còn nhiều đoàn người đông đúc khác từ Giu-đê, thành Jerusalem, miền Idume, vùng bên kia sông Giô-đan, khu vực chung quanh thành Ti-rơ và thành Si-đôn. Khi nghe về mọi việc Ngài làm, đã lũ lượt đến với Ngài. Vì quá đông người, nên Ngài bảo các môn đồ chuẩn bị sẵn cho Ngài một chiếc thuyền để Ngài khỏi bị họ lấn ép. Ngài đã chữa lành nhiều bệnh nhân. Vì vậy, ai có bệnh đều cố áp sát Ngài để được chạm vào Ngài. Mỗi khi uế linh thấy Ngài, chúng đều sắp mình trước mặt Ngài và kêu lên: "Thầy là Con Đức Chúa Trời." Nhưng Ngài nghiêm cấm chúng tiết lộ Ngài là ai. Đức Chúa Giêsu đi lên núi, gọi những người Ngài muốn, và họ đến với Ngài. Ngài lập 12 người gọi là sứ đồ để ở với Ngài, sai họ đi truyền giảng và ban cho họ thẩm quyền đuổi quỷ. Đây là 12 sứ đồ mà Ngài đã lập. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ. Gia-cơ con Cê-bê-đê và răng em Gia-cơ, Ngài đặt tên hai người là Bô-a-nẹ, nghĩa là con trai của sấm sét. Anh-rê, Philip, Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con A-phê, Tha-đê, Simon người Cana-nê-an và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Đức Chúa Giêsu về nhà, cả một đám đông lại tụ họp tại đó, đến nỗi Ngài và các môn đồ không thể dùng bữa được. Người nhà của Ngài nghe vậy liền tìm đến để giữ Ngài lại, vì người ta nói rằng Ngài đã bị mất trí. Các thầy thông giáo từ thành Jerusalem xuống lại nói: "Người này bị Bê-ên-xê-bun ám và nhờ quyền của quỷ vương mà đuổi quỷ." Đức Chúa Giêsu gọi họ đến, dùng ẩn dụ mà nói: "Satan có thể tự đuổi Satan được sao? Nếu một nước tự chia rẽ thì nước ấy không thể đứng vững được. Nếu một nhà tự chia rẽ thì nhà ấy không thể đứng vững được. Cũng vậy, nếu quỷ Satan tự chống lại chính mình và chia rẽ nhau thì nó không thể đứng vững được, mà đã tần số rồi. Không ai có thể vào nhà một người có sức mạnh để cướp tài sản mà không lo trói người ấy trước. Phải trói người đó lại rồi mới cướp nhà người được. Thật ta bảo các ngươi, mọi tội lỗi sẽ được tha cho con cái loài người, kể cả những lời phạm thượng mà chúng nói ra. Nhưng ai xúc phạm đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng bao giờ được tha, mà phải mắc tội đời đời."
Ngài phán như vậy vì họ nói rằng người này bị uế linh ám. Mẹ và các em Đức Chúa Giêsu đến, đứng bên ngoài và cho người vào gọi Ngài. Đám đông đang ngồi quanh Ngài, thưa với Ngài: "Kìa, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy." Ngài đáp: "Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta?" Rồi Ngài đưa mắt nhìn những người ngồi chung quanh mình và nói: "Đây là mẹ ta và anh em ta. Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là anh em, chị em và mẹ ta vậy."